Sáng hôm nay thì shop em đón hai anh chị từ Trà Vinh đến để rước một bé bốc mặt xệ của tại shop em nha anh chị. Khi mà anh chị đến đón bé thì bên em sẽ cung cấp cho các anh chị sổ sức khỏe cho bé nè. Và bên em đã tiêm ngừa đầy đủ và cũng như là đã tập cho bé ăn mạnh rồi, cho nên là các anh chị cứ yên tâm nha.